Điện Biên vào một ngày nắng đẹp. Hôm nay mình thấy trời Điện Biên rất là đẹp và cái cảnh lên đây thấy cảnh này đẹp quá, quay cho các anh chị xem. Ở Tây Bắc thì nếu mà người sống ở Tây Bắc hoặc là những cái người mà thỉnh thoảng đi Tây Bắc đi hơi sâu một tí thì thỉnh thoảng sẽ gặp những cái cảnh tượng như thế này, rất yên bình. Một vài mái nhà sàn ở trên một cái khe núi, rất thường xuyên có những cái cảnh như thế này, thực sự rất yên bình, rất đẹp. Và ruộng bậc thang ở phía dưới này. Đây, tất cả những cái khe như thế này thì đều được bà con là tận dụng để trồng lúa, ngay cả những cái khe rất nhỏ như thế này đều là cái ruộng bậc thang hết, một khoảng rất nhỏ bà con đều tận dụng để làm ruộng để trồng lúa lấy lương thực ăn. Ở phía bên này là cái cánh đồng khá là đẹp. Hiện lúa này thì mọi người bà con gieo là khoảng tầm gần hai tháng rồi. Thực sự rất là đẹp. Ở dưới này có một vài cái bản. Nhà máy thủy điện nho nhỏ ở phía này. Có một cái nhà máy thủy điện. Nước sẽ được tích trữ ở trên này và cho đẩy xuống dưới này. Đó. Thực sự rất là đẹp luôn. Các cái bản này đều có tên hết nhưng mà thực sự là tôi không biết tên của bản. Ở dưới các cái nghĩa là cái vùng trũng của núi đấy thì thỉnh thoảng lại có một cái ao như thế này để nuôi cá. Thường là sở hữu của một hộ nào đó. Phía đằng này là một con suối. Con suối này sẽ đổ ra cái sông Nậm Rốm ở phía đằng trong thành phố kia. Cái sông Nậm Rốm là cái sông to ở Điện Biên này. Phía xa xa kia là thành phố. Thực sự cảnh tượng rất đẹp. Mọi người xem này, mây trắng lững lờ. Đẹp thế. Quá đẹp luôn. Mây trắng, lòng chảo Điện Biên. Đẹp thế. Đứng ở đằng xa này thì mới thấy rằng là cái diện tích của thành phố Điện Biên của trung tâm thành phố nó khá là nhỏ so với lại cái vùng lòng chảo này. Dân thì được rải rác ở tất cả mọi khu nhưng mà cái diện tích lúa thì vẫn nhiều hơn là diện tích dân ở. Thì cũng đúng thôi, bởi vì là cái nguồn thực phẩm cho người dân thành phố và cũng để đưa xuống dưới xuôi à, cũng từ chính những cái cánh đồng như thế này. Đây, mọi người có thể thấy những cái vệt cây này là đều có dân ở hết. Còn vệt xanh như thế này là đều là lúa. Đẹp thế. Đây chính là cái tuyến đường mà đi thị xã Mường Lai sang Lai Châu. Còn cái tuyến đường về xuôi đây là cái tuyến bên kia. Nó có hai cái tuyến đường độc đạo. Đẹp thế.